Quá đỉnh cao cho các bác đúng không ạ? Các bác nhìn thấy đỉnh cao không ạ? Hôm nay Mama Tuấn giới thiệu đến quý vị đôi chó kèn. Nhưng tại sao nhìn ở trong máy quay nó bé thế các bác? Em thấy nó rất là bé luôn ạ. Ở ngoài con chó kèn này nếu tính theo đường cong của nó hơn 1 mét. Còn nếu mà tính cái điểm gần nhất từ cái điểm nhọn đến điểm thu nhất này này, điểm thu nhất này vào cái điểm bên thu bên này nó đã là 98 rồi. Còn nếu mà tính cái điểm mà cứ cong, tính cong kiểu này ra đến đây thì nó phải lên 1m2, 1m3. Đấy. Bởi vì bác nhìn cái đường kính lỗ của em, găng tay của em này, này, găng tay của em 20. Mà hiện tại như thế này thì nó đã còn găng tay này nó cái ô này nó lên đến 23 rồi. Thì các bác biết là như thế nào rồi. Con này dòng này là dòng 15 lỗ kèn, kích thước chóa kèn là ngang. Gọi là 98 này, cái điểm cao nhất của nó hơn 1 mét cơ. Đấy, hơn 1 mét. À, chiều cao em nhớ là 52. Chiều sâu thì gần 60, gần 60. Hiện tại với có 2 mẫu này. Thì báo cáo các bác là đối với những dòng kèn này thì báo cáo các bác là bác treo những phòng khách khủng thì báo cáo đỉnh luôn. Đôi này mai kia em sẽ treo một đôi lên trên phòng khách của em để cho các bác cảm nhận. Và đặc biệt là những chiếc chó kèn như này thì các bác treo ở phòng trà này, phòng hội họp nghe này, tóm lại là phòng tiếp khách này, tóm lại phòng nào cũng được. Tóm lại bởi vì dòng này nó thiết kế chó kèn nó quá khủng. Và những cái chó kèn này thì khi đi vận chuyển xa bên em phải bọc báo cáo bác là phải đóng một cái thùng xốp to hơn thế này để đựng một cái. Nguyên đóng một đôi thùng xốp nó hết gần 1 triệu tiền vật liệu. Đấy bác ạ. Bởi vì cái chó kèn nó đẹp như thế này mà. Nên là mình không thể để một cái vật gì nó đi khi vận chuyển nó đè lên nó được. Xung quanh toàn xốp 5 phân đóng khùng khùng cứng nữa. Đấy. Thế đó luôn ạ. Những sản phẩm như thế này phải nói luôn là nó là một cái nghệ thuật. Vừa chơi hay bày đẹp nhưng nó là nghệ thuật các bác ạ, nghệ thuật. À, các bác nào thích màu này thì báo với em Tuấn màu này, ok chưa? Còn là bác nào thích màu đấy, được chưa? Đấy. Còn bác nào thích màu vàng, đấy, thích màu vàng. Bác nào thích cái màu này này thì báo với em Tuấn màu này. Thích màu vàng thì báo với em Tuấn là màu vàng. Vì chơi những cái dòng này nó là cái thú chơi gọi là vừa chơi vừa thưởng thức nghệ thuật. Kích thước thì em báo rồi, cái điểm cong nhất nó hơn 1 mét thôi. Và chiều cao nó hơn 50 và chiều sâu gần 60. Đấy. Thì đang nói đây nói đường kính găng tay các bác nhìn này. Găng tay của em 20 mà còn thừa 3 phân nữa, nó phải lên 23 rồi. Nhưng trong máy quay thì các bác nhìn nó rất là bé. Sau đây em Tuấn mời các bác đến với bảng test, em test cho bác nghe cái chất âm. Mặc dù là em chỉ test với lại đôi củ tép RC nhé, RC. Củ tép RC. Củ tép RC đấy cũng bình dân thôi. Sau đây mời các bác nhé và lại test trên những cái phòng phòng này là phòng em đóng hàng luôn, đánh luôn trên con âm ly đèn, em toàn đánh cái âm ly đèn này bác này. Này mời các bác này.
chỉ có phê thôi, em nói câu là chỉ có biết phê thôi. À, những chiếc chó kèn bác nhìn thấy cái đường kính nó cao này, nó lên đến hơn 50, hơn 50 được chưa. Cái độ sâu của nó, em tính là cái sâu của nó, em tính cái cốt bao nhiêu này, cốt này một này, hai ba, em tính cốt, này là nó gọi là tầm năm mấy, có nghĩa là cắt cái điểm này này, cắt thẳng xuống lên đáy thôi. Chứ còn nếu mà tính cái điểm này, điểm lồi từ đây nó lên đến tận điểm lồi này thì nó phải 60 mấy các bạn đấy. À, đây là đôi chó kèn, không phải là bé các bạn, không bé bác nhé, đây chó kèn không bé, mà những cái chó kèn này rất thích hợp cho các bác đặt ở những phòng trà. Phòng trà thì quá đẹp luôn, vừa chơi hay bày đẹp mà nó lại là một cái phong cách. À, đôi này có mức giá là 9 triệu 900 nghìn, 9 triệu 900 nghìn một đôi chó kèn này các bác ạ. Cái gì thì nó xứng đáng đồng tiền với các bác nhé, nó xứng đáng đồng tiền với các bác đấy. À, các bác là tiền nào của đấy thôi bác ạ. Chứ còn để chơi bây giờ thì những cái chó kèn họng nó bây giờ nó có nhiều loại lắm, nhưng mà để những cái chó kèn họng to rồi họ đúc bằng gang, bằng sắt, bằng thép, những cái chó kèn đấy báo cáo các bác là nó riêng đã đúc như chó kèn gang bằng thép hoặc là thép thì nó lại liên quan đến công nghệ xử lý âm thanh. Chứ còn người đúc thì người ta đúc đơn giản, không quan trọng chất lượng âm thanh. Đấy. Rồi bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn ạ. Em Tuấn cảm ơn các bác nhé.